Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố bị can Võ Minh Điền 37 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng. Theo kết luận điều tra, Võ Minh Điền sử dụng mạng xã hội YouTube để livestream và bán hàng trực tuyến. Quá trình livestream thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với tài khoản YouTube tên Kim Ngân và một số tài khoản khác. Trong đó, Điền có chửi một người tên là Nho. Do quen biết Điền, Kim Ngân và biết Nho chồng Ngân nên Lâm Duy Bảo Sơn còn gọi là Sơn Mặt Quỷ muốn đứng ra giảng hòa. Tuy nhiên, do phía Điền đến điểm hẹn với đông người, khi Sơn hỏi ý kiến của Nho thì Nho không đến. Lúc này Sơn đang nhậu cùng một số người bạn, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Hoàng Hải và Trần Công Tấn, biết Điền đang livestream chửi mình nên Sơn muốn gặp Điền để hỏi rõ lý do. Sơn cùng Tùng, Hải, Tấn đi ô tô đến nhà Điền. Khi sắp đến nơi, Sơn gọi điện thông báo cho Điền. Khi Sơn thông báo được một lát thì Điền không livestream nữa mà cầm một cây rũ ba khúc chạy ra đầu hẻm. Nhóm Sơn đến đầu hẻm, xuống xe đi vào thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí xông vào đánh. Sơn chạy thoát, Tùng và Hải lên xe khóa cửa lại, riêng Tấn không kịp chạy bị nhóm thanh niên đánh. Nhóm này đập phá xe gây hư hỏng nặng và đánh Tùng thương tích nhẹ. Trong lúc nhóm này đang đập phá xe thì Điền ra tới và cầm cây dù trên tay đi bộ qua lại quanh ô tô nhưng không xác định được Điền có đập phá xe hay không. Sau sự việc, nhóm của Sơn đến công an phường Bình Hưng Hòa B trình báo.